Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ là khi kết thúc series này rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi bắt những con Legendary trong bản Gun này các bạn. Thì đây chỉ là bản version 3.2 các bạn. Thì theo người thiết kế làm ROM này á, thì bản version 4.0 á là bản có thể bắt được nhiều Legendary nha các bạn. Hiện tại nó chưa phát hành mà cũng chưa có khi nào ra mắt các bạn. Nhưng mà hiện tại sẽ có một tầm 2 con Legendary đã có thể bắt được rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn nha. Thì điều đầu tiên các bạn hãy bay về là cái thành phố dưới Victory Road với mình. Đó. Thì các bạn sẽ đi về cái phía sa mạc nha. Đấy, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn về là cái thung lũng mà chỗ mà đánh những ký ức của những con Regi đó. Các bạn hãy về đó giúp mình nha. Để trước tiên các bạn phải xài cái mắt Direct với mình đã. Đó, mắt Direct đầu. Đây. Đây các bạn quay trở về cái chỗ mà đánh ký ức của những con Regi đó. Chính là ở đây nè bạn. Đây, cổng vào. Đây. Hoặc là các bạn có thể đi trên cái đỉnh Apex Temple á, cái cửa hang kia đi xuống cũng được, như lúc đầu đi cũng được nha các bạn. Đó, thì mình đi cổng này cho nhanh. Rồi, đây là cổng này nè. Thì các bạn sẽ lên giúp mình nha. Lên là lên ngược lại các bạn. Đấy, lên ngược lại luôn, bộ quẹo bên đây này các bạn. Không có đi về cái hướng bức tượng nào nữa nha. Đó, đi ngược lên giúp mình. Đi xuống nè. Tức là mình về là cái đoạn đầu á. Đây đây, ngay tới đây nha. Lúc đầu thì mình nhớ các bạn không, nhớ không? Đây có một cái ngã rẽ nè, và có cái cục đá chặn lại, và mình sẽ đi xuống đây. Nhưng bây giờ mình đi vô ngã rẽ này nha. Để mình cứ đi vô ngã rẽ này giúp mình. Đồ con cấp. Mấy con Pokemon này có ăn thích bắt thì bắt thôi các bạn. Sao bóng cũng nhiều quá, nó dư mà làm gì. Nước spawn đâu rồi. Trong hang động này các bạn sợ nước spawn là hiệu quả bắt một con Pokemon không cần đánh cực kỳ cao ấy. Gặp là bắt không cần nó nhiều các bạn ơi. Đây, cái gương này đó bạn, các bạn mở gương này ra. Đấy, các bạn sẽ nhận được Trade All như vậy. Là một cái Trade Item nha. Đấy, khi các nhận được cái viên này xong thì các bạn mới thể đi tìm con Legendary đó được nha. Đấy, các bạn xem này. Đây, Shiny Ring Oil. Tức là một viên ngọc slack cây và phát sáng bạn. Thì nó sẽ kết nối cái quyền thoại đi tới cái thung lũng trên đỉnh núi Ignis. Đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xài chìa khóa. Xài sợi dây để mình thoát ra ngoài. Ê chết chà. Ồ, nó cho mình thoát bằng sợi dây các bạn ơi. Không cho thoát rồi bắt buộc phải đi bộ nha các bạn. Bây giờ nó không cho thoát rồi. Ồ, Lyron. Bây giờ gặp là bắt thôi bạn. Cứ là bắt rồi chứ không có làm gì đó. Như hắc. Thật ra trong hang động này các bạn cứ xài Dutchball thôi, là các bạn cứ ném là hầu như là tầm 70% là nó vào luôn rồi, chả cần đánh đâu bạn. Còn gì nữa đây. Oh, da mắt nữa bạn. Con nào lạ cứ bắt hết với mình đi bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên. Đấy, xuống là Apex Temple. Đi ra lại nha. Oh, má Apex Temple giờ không cho đường đi luôn. Tội luôn, ác thiệt. Khóa cửa lại luôn. Phải, trưởng. Giờ bắt buộc phải đi đường kia rồi các bạn ơi. Ác mình quá.
Cái thiệt chứ mình phải thêm bộ khóa cửa luôn rồi, nóng chân đi luôn rồi. Smart Effect đi ngược lại ra ngoài các bạn. Trong này không cho xe đạp luôn. Trời ơi trời. Ngôi đền này thiệt sự kinh khủng. Nãy giờ mình tưởng cái cổng Back Temple có thể đi ra được chứ. Hát với mình vãi chưởng luôn cái game này. Giờ mình phải đi ra lại theo cổng vô nha các bạn. Bay thôi, bay tới Balloon Town đúng không ta? Mày không biết phải đây không mày? Giờ đây rồi. Mình nhớ cái Mr. Init nhớ nó đang ở đây nè mày. Nếu mà không phải đây thì sẽ có chỗ khác. Như là đúng rồi, không nhớ kỹ lắm, thử coi. Có một cái đồ nha. Một là ở đây, hai là ở thành phố kia. Các bạn nhớ có hai cái thành phố nó được tựa nhau. Vậy không phải đây các bạn. Nhưng không phải đây thì có thể là nó sẽ ở trên đây. Đây thành phố Venice. Chắc đây. Đây 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 rồi, đây rồi. Đấy các bạn bay thành phố này với mình nha. Sau đó à đi lên trên này. Quá sức. Vậy quên mang một cái mon gì rồi. Cây thế nhờ. Tới đây các bạn nhớ đem theo chi vượt thác với mình nha. Cây thật sự. Tại vì mình xóa hết tuyệt chiêu của con Shutter rồi, để nhiều quá làm chi trời. Bây giờ thì các bạn thử bỏ bớt đi. Để bớt một con mon thầy nước ra là các bạn có thể xài tuyệt chiêu thác bớt, vượt thác thôi. Mình bị lỗi đoạn dạy học skill của bạn ơi. Bị lỗi một số hình ảnh các bạn. Mình cắt bỏ clip nha. Đó thì chứ nói chung là chỉ dạy học đó, chỉ waterfall thôi, cũng chả có gì đâu. Bây giờ các bạn sẽ dạy nó học xong thì dạy sao cũng có bị là bị lỗi hình ảnh các bạn. Đây giờ thì các bạn cứ học xong bạn cho vượt thác thôi, chả có gì đâu. Đây một con sai rết rồi. Bây giờ gặp là trộn các bạn ơi. Banh nó nhiều quá rồi. Thì gặp là trộn nha. Bó mon thể nước thì cứ xài net bon mày. Thì bây giờ mình sẽ vượt thác lên thôi. Oh, Slumboka. Lên thì trên này sẽ có một cái hang động nha. Các bạn lưu ý rằng các bạn phải nhận được cái chain oil thì các bạn mới lên được đây nha các bạn. Đây là em đây là cái hang động của viên ngọc lục bảo các bạn. Này cũng 4 luôn này nè. Còn nãy có level 2 mấy nè. Cái gì vô đây bắt bạn? Level 44. We'll be right back.
bắt thêm con cũng được các bạn, tại vì nó có hai dạng thức chiến hóa mà. Các bạn có thể chiến hóa Sorrow, thêm con Shocking nữa. Rồi, bắt hai con chơi cũng được các bạn. Oh man. Nhiều khi lại nằm trong hang nó lại không ảnh hưởng bởi quả cầu mà. Trong hang các bạn có xài Dust Ball là nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Đây có một cái item Rarong Dance để kiểu búp mà sát thương cho hay gồng các bạn. Bắt hai con Sobok chủ yếu là tiến hành hai dạng thôi. Có cái khiên gốc cho người, mình có cái khiên gốc ở để nhà mà. Đây giờ các bạn sẽ lên cầu thang của mình. Đó. Tới đây nè các bạn. Đó. Tới đây các bạn nhớ sell lại nha các bạn. Đó, sell lại xong các bạn sẽ thấy con gì ở trên này các bạn. Đó, Rayquaza. Rayquaza chỉ xuất hiện và kết nối với bạn để bắt khi mà các bạn nhặt được say oi. Đó, chứ không bình thường các bạn ở đây sẽ không thấy Rayquaza nha các bạn. Đây là 70 chứ không có đồ đâu. Đó, tán phải nó còn có nhiều đâu máu hả. Giờ mà tán nó sợ nó chết này. Giờ nó xài không có mô xài quá cầu nào đây vậy trời. Mình không biết chiếc quả Glitch Ball này có tác dụng gì các bạn. Không phải. Một quả nhất hơn cái mắt to luôn. Không phải thật. Ngon. Đó, mình biết rồi tại sao các bạn. Tại vì cái quả Glitch Ball này là cái quả mà cái tụi nó hay xài để bắt những con Legendary mà trong cái team mà New Eden đó. Đó là lý do tại sao mình thấy nó ném một quả banh là có thể bắt được một con Legendary. Quả banh này nó không khác gì một quả Master Ball luôn nha các bạn. Rồi, ok, mình xin kết thúc clip ở đây nha. Cảm ơn các bạn theo dõi mình. Các bạn thấy hay, các bạn cho mình like và subscribe nhấn cái kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bye bye.